empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Giảm nóng máy liền tay, liên hệ ngay Kabuta. Chỉ từ hơn 100k là em có thể sở hữu được một chiếc quạt tản nhiệt hoặc là xóa lạnh giúp em có thể chiến game cả tiếng đồng hồ mà không lo nóng máy dẫn đến tình trạng giật lag. Mua ngay tại link bên dưới phần mô tả hoặc ghi ở dưới phần bình luận nha anh em. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ đá pen vòng này sớm, chính xác là sút không xịt quả nào đây anh em, thì hôm nay chúng ta có thể nhận được một vé quay free, trong đó có Ronaldo, Maradona, Costa Curta và thủ môn Cobel của Thụy Sĩ. Trong đó thì có Maradona và Costa Curta là thẻ Epic, Ronaldo và Cobel là thẻ Highlight. Và tình hình anh em thế nào rồi? Nay về bờ hết chưa? Tôi thì đen vãi trưởng, xịt hơi nhiều nên ngày kia mới có vé quay anh em ạ, chứ không phải ngày mai. Thực sự là muốn trải nghiệm CR7 anh em ạ, vì bộ chỉ số có khá nhiều cái điểm khác biệt, khá nhiều cái thứ hay ho. Và tay đen thì may là có anh em. Quả ác này là tôi mượn của Hà Di Đại, hay còn có biệt danh là Đại Du, một người anh em trong bốc chat Zalo của tôi. Về cách nâng và cách ép skill thêm cho Ronaldo thì anh em có thể tham khảo cuối video như mọi khi nhé. Với CR7 thì tôi đã trải nghiệm tất cả các bản của anh ta rồi. Và để review cảm nhận thì tôi cũng cần khá nhiều cái sự sắp xếp, sự bố trí sơ đồ, đội hình, người đã cặp khác nhau để đem lại được cái sự ưng ý nhất. Bởi vì mặc dù Ronaldo có một sự toàn diện khá đáng nể, nhưng mà thực sự anh ta, tôi cảm giác anh ta khá là kén người đá cặp. Đôi khi cảm giác là như kiểu tàng hình ở trên sân đấy anh em. Ok, đây rồi, tình huống chủ động thoát người tốt tới từ vị trí Ronaldo. Ronaldo khá đáng tiếc. Pha này lực là đủ, chỉ thiếu đi sự hiểm hóc rồi đúng không anh em. Đối với Ronaldo thì bản nào cũng vậy thôi. 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-3-1-2 và thậm chí là 4-4-2 là những cái sơ đồ mà tôi đã thử nghiệm đối với Ronaldo. Và những kết quả thu lại thì khá bất ngờ và nó đều khá khác nhau anh em nhé. Nhưng đầu tiên chúng ta cần bàn một chút về bộ chỉ số và kỹ năng của CR7. Về bộ chỉ số thì gần như same đối với những cái bản còn lại rồi. Những cái nào tốt thì vẫn là tốt thôi. Những cái nào cảm giác kém thì so với một ông già 38 tuổi thì không thể đòi hơn được nhiều nữa rồi. Bộ chỉ số tăng giảm một số mục nhưng không quá đáng kể. Duy chỉ có mục tăng tốc, tốc độ và thể lực là thực sự nổi bật và khá thú vị, là những con số này in game thực sự nó được phản ánh khá là chân thực. Về bộ skill của Ronaldo thì không có gì quá khác biệt rồi. Thông số về chân thuận các thứ thì cũng vẫn vậy thôi. Và một điều khá chán thì là Ronaldo bản này vẫn là form 1, mà tôi nhớ không nhầm thì chỉ có một bản duy nhất của Ronaldo được form 2, đó chính là bản Iconic. Ok, một tình huống phạm lỗi đội bạn. Cự ly này khá lý tưởng cho những cú Knuckleball đúng không anh em? Thời kỳ đỉnh cao, thời kỳ những năm tháng trẻ tuổi huy hoàng Ronaldo, thì những cái cú sút phạt cự ly này khá là ưa thích của anh ta rồi. Thử vận may một chút nào, mặc dù chỉ số sút phạt không cao đúng không anh em? Nào, Knuckleball nào, Ronaldo. Ronaldo. Ok, bóng đi lắc lư là có, nhưng mà giá như là khung thành cao thêm tầm nửa mét nữa thì đã phải có siêu phẩm rồi đúng không? Quay lại với cái bộ chỉ số Ronaldo nào, thì điều đầu tiên tôi cảm nhận được ở Ronaldo bản này đó chính là cái khả năng xử lý không gian hẹp khá là mượt và đỡ bóng cũng khá là gọn anh em nhé. Cảm giác những cái bản trước thì bộ chỉ số drip nó không phải là quá cao. Tôi nhớ nhầm thì ở bản Pack MU, bản chỉ số mà 100 ấy, bản đó chỉ số bộ drip khá cao anh em, nhưng cảm giác xử lý nó hơi lòng hoàng kiểu gì ấy. Với cái mức chỉ số nhận thức tấn công cái gì này siêu phẩm 1 đấy đúng không anh em, suýt chút nữa thì có bàn thắng cho Ronaldo rồi. Với cái mốc nhận thức tấn công cao cùng với bộ chỉ số tốc độ tăng tốc là tốt nhất so với những cái bản trước, thì mỗi pha đập nhả 1-2 hoặc là chủ động thoát người xuống hay là bứt tốc quãng ngắn để nhận chọc khe của Ronaldo bản này đều mang lại cái độ hiệu quả rõ rệt. Ở khoản này thì tôi tin sau khi anh em trải nghiệm thì anh em có cảm nhận giống tôi thôi. Về khâu dứt điểm thì ná đại bác thì nó luôn luôn là thương hiệu rồi. Làm gì đây? Chủ động
xoay sở khá tốt đến từ vị trí Ronaldo ở đây rồi. Siêu. Ok, không cần lực tím nhưng bóng đi rất là lực và hiểm hóc. 1-0 ở phút 40. Một pha bóng gọi là gợi nhớ lại những cái năm tháng huy hoàng, những năm tháng tuổi trẻ đúng không anh em? Ngoặt bóng sói khung thành và tung dặn cú ná lại bác những cú dứt điểm hiểm hóc. Ok, 1-0 ở phút thứ 40. Người lập công đó chính là Ronaldo. Về khâu dứt điểm của Ronaldo thì tôi thấy ná lại bác nó vẫn luôn luôn là chân ái rồi. Đập nhả 1-2 là tốt giữa hai người đồng đội Bồ Đào Nha. Ronaldo khá đáng tiếc, xử lý khá gọn, quay người khá tốt nhưng mà không có bàn thắng tiếp theo. Chắc là kết thúc hiệp 1 ở đây thôi. Tỷ số là 1-0. Sang hiệp 2 không biết có siêu phẩm nào đến cho Ronaldo hay không đây. Ok, về khâu dứt điểm của Ronaldo thì những cái pha ná đại bác thì vẫn luôn là thương hiệu rồi. Chỉ có hai điều làm tôi thấy chưa hài lòng lắm. Thứ nhất đó là về cái độ ổn định khi dứt điểm bằng chân trái và khả năng ZD của Ronaldo. Cảm thấy nó khá là phập phù anh em ạ. Nhất là những pha ZD ngoài vòng cấm địa, bản này có khả năng xử lý không gian hẹp đầy trong tí ngoài đúng không anh em? Cảm giác bóng rất là tốt, rất là dính chân, di chuyển rất thông minh. Và thoáng bóng ZD nào, Ronaldo! Chỉ số sút sái không cao, cộng với cái việc mà không sử dụng cái skill đó là Long Ranger Killer, khiến những cái pha ZD ở ngoài vòng cấm này thì cái độ sát thương nó không còn cao nữa rồi anh em ạ. Vẫn biết là cầm Ronaldo thì đóng gạch cho sướng, nhưng thực sự là hai điều này nó không thực sự nổi bật, không tốt anh em, thì nó sẽ làm giảm đi ít nhiều cái độ hiệu quả mỗi pha ra chân của Ronaldo rồi. Về sơ đồ nên dùng cho Ronaldo thì tôi khuyên anh em nên sử dụng cái sơ đồ có hai tiền đạo, có AMF chơi phía sau để cung cấp bóng và phát huy sức mạnh tối đa cho anh ta. Đập nhả 1-2 và nhìn Ronaldo thoát người xuống, anh em sẽ thấy nó hiệu quả như thế nào. Về tiền đạo đá cặp thì anh em nên dùng dạng cao to hoặc là kiến tạo tốt một chút anh em nhé. Như trong sơ đồ này, tôi đã sử dụng Ronaldo đá cặp với Gullit. Gullit thì nó có hai bản, một bản là số 10 cổ điển, một bản là Playmaker. Playmaker tôi nhớ không nhầm thì là bản tuyển quốc gia, đúng rồi. Mặc dù chỉ số nó không khác biệt nhau quá nhiều, thực sự tôi cảm thấy in-game thì cái bản tuyển quốc gia nó nổi bật, nổi trội hơn khá là nhiều so với bản AC Milan nhé. Không biết anh em có cảm nhận giống tôi không? Sau khi thử khá nhiều sơ đồ thì tôi thấy sử dụng Ronaldo ở cái sơ đồ 4-3-1-2. Người đá cặp là Gullit và chơi AMF phía dưới là một hậu player. Thì điều này gần như sẽ kích hoạt được cái bản năng săn bàn thượng thừa của anh ta. Anh em nên thử và nên trải nghiệm. Điều này sẽ làm anh em có những cái trải nghiệm tốt. Di chuyển tích cực tới từ vị trí Ronaldo, tiếc là không thể nhận được bóng. À đây rồi, tem mạng biếu kèo vụt thôi, Ronaldo 2-0. Ná lại bác như này thì đỡ làm sao được đây. Đỡ vào mắt đúng không anh em? Tầm 20-25 mét mà anh em vụt được tím thì thực sự là thủ môn chỉ có gãy sườn thôi. Phút 75 rồi, tỷ số là 2-0. Tôi nghĩ là tỷ số này thì đối thủ rất khó lật kèo rồi. Việc Ronaldo sở hữu cái chỉ số chuyền ngắn không cao lắm nhưng mà in game tôi đập nhả quá ngắn 1-2 khá là tốt anh em nhé. Tầm này thì phút 80 trở đi thì thở oxy rồi, sau lưng đeo thêm bình dưỡng khí nữa may chăng chạy được. Cụ ông sắp sửa 40 tuổi đúng không anh em? Tầm độ tuổi này không thể có những pha cái đua tốc được rồi. Thực sự không biết đến bao giờ Kodami mới cho một bản Ronaldo trẻ tuổi đúng không anh em? Tầm năm 2008 nếu mà có Ronaldo thì tôi nghĩ là cái bộ chỉ số thì không còn gì ở trên nữa rồi. Về kỹ năng dứt điểm thì có thể kém một chút, nhưng mà khả năng về tốc độ, bứt tốc, rồi thể lực, rồi bộ drip các thứ thì tôi nghĩ chắc là cao nhất game thôi. Nhưng mà khá đáng tiếc thì Ronaldo lại không có được cái vinh dự đấy rồi.
mọi thứ thì tôi nghĩ là nó sẽ tồn tại ở những cái bản già tuổi thôi. Về nhược điểm bản này thì có thể kể đến khả năng truyền cho đập nhà 1-2 nhanh, đôi khi thiếu đi cái độ chính xác. Tiếp theo là form 1 sẽ khiến Ronaldo thiếu đi cái sự ổn định cho phong độ. Tiếp đến là cái bộ chỉ số thể chất không còn cao nữa. Và nhược điểm cuối cùng đó chính là ở bản này thì tôi cảm thấy CR7 chơi bóng bổng khá là tệ. Các tình huống không chiến tỷ lệ chiến thắng chắc chỉ còn tầm 30% mà thôi. Trận đấu là chắc tôi nghĩ cũng kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em xem cuối video nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho tôi. Hẹn gặp anh em video tới.